Xin chào 500 anh em trên khắp vũ trụ, các bạn đã có cho mình ly cà phê sáng và tách trà ấm chưa? Bản tin đầu tiên của chúng ta hôm nay sẽ có gì? Cùng theo dõi nào! Mayweather chi 5 triệu USD bỏ vũ nữ thoát y, cặp kè Mỹ nhân bốc lửa. Theo Daily Star, mối tình ông chủ nhân viên giữa chủ hợp đêm tại Mỹ Mayweather và cô nàng vũ công Monroe căng thẳng từ cuối tháng 8 vừa qua. Ngay khi phát hiện Money Man hẹn hò trở lại với bạn gái cũ Galina Miller, Monroe lập tức có những động thái đòi chia tay, trong đó cô gái người anh đòi Mayweather bồi thường 5 triệu USD. Sau đó một nguồn tin tiết lộ với Thái Xuân anh rằng Mayweather đã chuyển cho vũ nữ thoát y, người anh 5 triệu USD như để bù đắp tình cảm. Những tưởng chuyện tình giữa Mayweather và Monroe đã được nối lại thì mới đây, hình ảnh độc cô cậu và tiếp tục cặp kè với cô nàng Miller, hai người cùng nhau đi xem một trận bóng rổ. Theo Daily Star, mối tình giữa Mayweather và người đẹp vũ nữ thoát y đã chính thức khép lại. Trang mạng xã hội của cả hai giờ đây không còn hình ảnh chung của hai người. Với việc chia tay vũ nữ người Anh, Mayweather gần như công khai cặp kè với cô nàng nổi tiếng trên mạng xã hội. Miller đã từng hẹn hò với Mayweather năm 2016, cô hiện có 1,3 triệu người theo dõi trên trang TikTok. Con số người theo dõi cô nàng sẽ tiếp tục tăng nếu như Miller trở thành bạn gái của Money Man. Gerrard tiến gần việc dẫn dắt Aston Villa. Nhiều nguồn tin của báo chí Anh tiết lộ Gerrard đã thỏa thuận dẫn dắt Aston Villa. Cựu tiền vệ Liverpool đồng ý các điều khoản cá nhân với đội bóng vùng Birmingham, theo Telegraph. Vấn đề còn lại với Aston Villa đó là hoàn tất thỏa thuận với các trợ lý của Gerrard. Sky Sports đưa tin Gerrard gần như sẽ trở thành huấn luyện viên Aston Villa ở mùa giải năm nay. Cựu danh thủ 41 tuổi là lựa chọn số 1 của ban lãnh đạo đội chủ sân Villa Park cho chiếc ghế huấn luyện viên. Trước khi đồng ý đến Aston Villa, Gerrard có hợp đồng làm huấn luyện viên với Rangers đến tháng 5 năm 2024. Lúc này, đội bóng của Premier League chấp nhận trả tiền bồi thường hợp đồng cho Rangers để chiêu mộ cựu tiền vệ tuyển Anh. Rangers là câu lạc bộ đầu tiên Gerrard làm huấn luyện viên đội 1 sau giai đoạn ngắn anh dẫn dắt các đội trẻ Liverpool. Tại Scotland, cựu sao tam sư để lại tiếng vang khi giúp Rangers giành chức vô địch quốc gia mùa 2020-21, chấm dứt sự thống trị của Celtic trong nhiều năm. Barca muốn chiêu mộ Dani Alves. Đội chủ sân Camp Nou được cho tiến hành thương thảo với phía Dani Alves nhằm đưa hậu vệ người Brazil về lại câu lạc bộ cũ. Sau 5 năm rời Barcelona, Alves có thể trở lại đội bóng xứ Catalonia. Theo UOL Sport, ban lãnh đạo Barca coi ngôi sao người Brazil là nhân tố có thể dìu dắt các cầu thủ trẻ ở câu lạc bộ, đặc biệt sau sự trở lại của Xavi Hernandez trên vai trò huấn luyện viên. Barca muốn bổ sung một hậu vệ phải có kinh nghiệm khi Sergio Des và Sergio Roberto chưa cho thấy sự an tâm cho vị trí này. Kể từ đầu mùa, Alves đã 38 tuổi nhưng vẫn duy trì phong độ ổn trong thời gian qua. Alves giúp Brazil giành huy chương vàng Olympic Tokyo 2020. Barca và Alves đang tiến hành đàm phán các điều khoản về lương và thời hạn hợp đồng. Tân huấn luyện viên Barca, Xavi được cho ủng hộ kế hoạch chiêu mộ ngôi sao người Brazil của ban lãnh đạo đội bóng. MU mất hai siêu sao, Messi quay xe. MU có nguy cơ mất hai siêu sao theo tờ Express. Tiền đạo Cristiano Ronaldo sẽ rời Man United ở kỳ chuyển nhượng hè 2022 nếu đội bóng này không thể giành suất dự Champions League 2022-23. Hiện tại, tiền đạo người Bồ Đào Nha đang rất thất vọng với phong độ của Man United. Chưa dừng lại ở đó, tờ The Sun cho biết một siêu sao khác của Man sẽ ra đi ngay ở phiên chợ đông 2022. Messi cân nhắc trở lại Barca. Marca đưa tin, siêu sao 34 tuổi có khả năng sẽ trở lại Barcelona sau khi hoàn thành 2 năm hợp đồng với đội chủ sân Vardy Sprinters. Việc Laugrana bổ nhiệm Xavi Hernandez có thể sẽ là bước ngoặt giúp đội bóng xứ Catalan tái xuất quyền thoại vĩ đại nhất của họ. Chính thức, huấn luyện viên bắt chốt, danh sách đội tuyển Việt Nam đấu Nhật Bản. Tối ngày 11 tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào cuộc tiếp đón Nhật Bản ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách chính thức 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tham dự màn đội xuất rất được chờ đợi trên sân Mỹ Đình. Trong danh sách này, đáng chú ý là sự góp mặt lần đầu tiên của hậu vệ Phạm Xuân Mạnh kể từ khi được triệu tập bổ sung vào đội tuyển Việt Nam hồi tháng 9 vừa qua. Cùng với đó là sự trở lại của tiền vệ có lối chơi tài hoa Nguyễn Tuấn Anh sau khi vắng mặt tại trận đấu gặp Oman do chấn thương. Tuy nhiên, ở vị trí trấn giữ khung thành, đội tuyển Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của Nguyễn Văn Toản. Thủ môn sinh năm 1999 đang được tạo điều kiện nghỉ ngơi để điều trị hồi phục chấn thương viêm cơ vai. Thay thế cho Văn Toản là thủ thành Nguyễn Văn Hoàng. Sự vắng mặt đáng tiếc khác là trường hợp của tiền vệ Trần Minh Vương. Cầu thủ thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai chưa kịp bình phục hoàn toàn 100% chấn thương đầu gối, dù đã có thể tập luyện trở lại cùng đội tuyển Việt Nam ở đợt tập trung vừa qua. Đội tuyển Việt Nam đối đầu Nhật Bản trong điều kiện thời tiết lý tưởng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ở Hà Nội trong ngày diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản, ngày 11 tháng 11, được dự đoán khá lý tưởng cho một trận bóng đá đỉnh cao. Vào 19 giờ 0 phút ngày mai 11 tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu được dự đoán đầy khó khăn trước Nhật Bản trên sân vận động Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ngoài những thông tin về tình hình của hai đội trước trận đấu, NHM Việt Nam cũng rất quan tâm liệu thời tiết có ảnh hưởng gì đến chất lượng thi đấu hay không. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Hà Nội vào ngày mai có nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 15 đến 17 độ C, cao nhất từ 23 đến 25 độ C. Trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều không mưa, gió đông bắc cấp 2 đến 3 và độ ẩm không khí 51%.
Đây được coi là những điều kiện thời tiết vô cùng lý tưởng để cầu thủ hai bên có thể thi đấu hết khả năng. Đặc biệt là khi cả đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản đều là các đội ưa thích lối đá bóng ngắn và kỹ thuật. Medvedev tuyên bố chắc chắn dự Australian Open. Dù vẫn còn đang bỏ ngỏ khả năng các tay vợt không tiêm vaccine COVID-19 liệu có được dự giải Grand Slam đầu tiên trong năm, nhưng tay vợt số 2 thế giới Daniil Medvedev vẫn tự tin có thể phá bỏ rào cản này. Theo ngôi sao người Nga, anh sẽ dự Australian Open bất chấp mọi quy định của ban tổ chức. Medvedev chia sẻ, tôi luôn muốn khẳng định điều đó. Tôi thực sự thích cách Djokovic phản ứng lại giới truyền thông. Tôi cũng muốn giữ sức khỏe của bản thân bất kể là có tiêm vaccine hay không. Do đó, tôi không muốn chia sẻ tình trạng hiện tại của mình. Tôi chỉ muốn tham dự giải đấu và đó là điều duy nhất tôi có thể đảm bảo. Fulham Heroes 4-1 Advance. Chiến thắng không thể nào thuyết phục hơn. Tuy được đánh giá là yếu nhất trong các đội khi họ đã để thua 9 trận và 2 trận hòa sau 2 round đấu trở lại đây, nhưng ngày hôm nay, Heroes đã làm nên điều kỳ tích khi họ đã có một ngày thi đấu hết sức tuyệt vời của các thành viên trong team để giành chiến thắng cực kỳ thuyết phục và đầy bất ngờ trước Advance. Tuy đã giành chiến thắng và giành 3 điểm để nâng số điểm của mình là 21 điểm trên BHX, nhưng với một cách biệt về mặt điểm số quá chênh lệch so với top 4 như thế này, thì dường như đã không còn cơ hội nào cho Heroes để tiến vào vòng chung kết nữa. Rồi, nếu chiều nay Angel hoặc Legion giành chiến thắng, thì Heroes sẽ chính thức bị loại khỏi cuộc đua top 4. Đây có sẽ một sự tiếc nuối rất lớn cho những ai yêu mến tiểu tiên, Mireille và Heroes. Fulham, Greenbox 4-2 Phoenix vườn vàng gãy cánh. Greenbox tiếp tục có một kết quả có lợi là 3 điểm để giữ được thành tích bất bại trước Phoenix. Đây là chiến thắng thứ hai ở mùa giải này trước vượng vàng của Copron. Phải chăng Copron và những đồng đội đã kỳ rơ khi gặp đoàn quân của cho dè họ? Thành tích đối đầu hiện tại là 2 thắng và 3 hòa sau 5 vòng đấu nghiêng về Green Fox. Với chiến thắng này, Green có được vị trí thứ hai chắc chắn trên bảng xếp hạng với 53 điểm. Họ sẽ phải chơi tốt vì các đội vị trí thứ 5 đến 6 có thể bám đuổi và đẩy họ ra khỏi top 4 ở vòng đấu thứ 6. Round 5 còn 2 ngày thi đấu nữa. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Cảm ơn các bạn đã đến và lắng nghe bản tin của chúng tôi. Hẹn gặp các bạn bản tin chiều nay nhé!